Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông đã trang trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2023-2024. Đồng chí Trần Ánh, Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu đến từ các cơ quan đơn vị địa phương trong và ngoài thành phố, các bậc phụ huynh, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã tham dự. Phát biểu bế giảng năm học, thầy giáo Lê Thành Vinh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này tiếp tục để lại dấu ấn khó quên đối với trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông. Toàn trường có 860 trên 866 học sinh xếp loại học lực giỏi xuất sắc, chiếm tỷ lệ 99,3%. Có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt. Chất lượng mũi nhọn vượt trội hơn so với những năm học trước, với 654 giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh đến các quốc gia. Đây là năm học trường đạt số lượng học sinh giỏi quốc gia nhiều nhất, với 34 giải, cũng là năm đầu tiên có học sinh chinh phục được giải nhất học sinh giỏi các quốc gia và tiếp tục được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn dự thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2014. Tiếp nối thành tích đó, kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 tại thành phố Vũng Tàu với 75 đoàn dự thi từ Đà Nẵng đến Cà Mau, học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông đã xuất sắc giành ngôi vị nhất toàn đoàn với 52 huy chương. Riêng khối 12 năm nay đã có đến 83 học sinh sử dụng chứng chỉ IELTS để miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh. Tại buổi bế giảng, nhà trường đã trao thưởng và chúc mừng em Đỗ Phú Quốc, lớp 12 chuyên hóa, xứng đáng được tôn vinh là học sinh xuất sắc toàn trường với những thành tích đặc biệt xuất sắc, sẽ tiếp tục được chinh phục ở kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế sắp tới. Đồng thời, nhà trường cũng khen thưởng các em học sinh và các tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc, với tổng trị giá phần thưởng lên đến gần 500 triệu đồng từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau.